chỉ có Tú làm việc xuyên suốt thôi chứ anh em còn phải có gì ta gọi là giải trí á, còn ăn nhậu á, còn Tú thì Tú vẫn còn làm. Thì tổng kết một năm qua của Tú sẵn đây cho anh em xem. Nhiều anh em thắc mắc á, là kêu Tú quay hết cái là cái dàn xe của Tú lại coi coi năm qua đã làm được những cái gì, dư được những cái gì á. Sẵn đây mình nói với anh em luôn là cái chiếc 72 tự do nó bị bể máy rồi anh em. Bữa hổm ráp xong á, cái là ông Ngọc ông xách ra ông canh, ông canh cho nó ngọt á, xong rồi ông quýnh 4-5 cái nó bể máy. Nó bể máy nên đâm ra là chưa có xong được cái xe nên không có đem về được, nên thành ra là mình chiếc đó rồi qua năm luôn nha anh em. Hiện tại ở nhà Tú bây giờ nó chỉ có mấy chiếc thôi. Thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem. Cái này không phải khoe nha, cái này chủ yếu là mình xem là cái thành quả một năm qua của mình thôi. Rồi, đầu tiên là anh em sẽ thấy một chiếc Sirius 4 van. Chiếc này thì sẵn thì mình nói anh em nghe thôi nha. Chiếc này thì đợt Tú cũng có quay chi tiết cho anh em xem rồi ha. Chiếc này nếu mà tính ra là cả nguyên một con như vậy là nó khoảng 30 mấy triệu nha anh em. Tại vì cái tiền làm chiếc xe này hôm đó là làm hết 21 triệu mấy trăm ngàn. Mà cái cục máy này là Tú đi mua về hết là 5-6 triệu gì rồi. Rồi xong rồi cái sườn này của Tiểu Hổ hết 3 triệu rồi. Đó, rồi cái gấp này hết 1 triệu rưỡi nữa rồi. Là tổng chiếc xe này khoảng 30 mấy triệu á. Rồi một chiếc ha, thành quả của mình dư được một chiếc. Còn cái chiếc này thì của năm rồi nha anh em. Chiếc này của năm rồi nhưng mà năm nay mình có thay đổi lại cho nó là mình làm lại máy nó, với là mình trang trí cho nó rất là đẹp. Mình thêm cho nó một số đồ chơi, nói chung là không có nhiều nhưng mà chiếc này tâm huyết. Tại vì sao mà Tú để chiếc này trên cao? Tại là chiếc này giống như là chiếc xe nái. Chiếc xe này nó theo Tú rất là lâu nên Tú phải để nó trên cao. Cái nào mình phải có thứ tự anh em, chiếc xe này trước là mới tới xe này. Còn cái chiếc này, xe này về sau nên đâm ra là mình để sau ở dưới này ha. Thì cái chiếc này cũng tiêu tốn hết khoảng 10 mấy triệu anh em. Chiếc này 10 mấy triệu, tính từ đó giờ chắc cũng phải ra 20 hơn à. Chiếc này là 62 tự do, 62 cộng 11 á. Phá nguyên cái xác zin nó ra làm lại thành cái dáng cao chạy xong. Đó anh em thấy không? Thì nói chung là mấy chiếc xe này á, chi tiết của nó là Tú đã quay rồi cho anh em xem. Bây giờ mình quay ra thành quả thôi. Chiếc này tính thời điểm này thì từ hồi lấy nó về giờ có khoảng 20 rồi anh em. Thì với lại là mình dư ra được một đống nhớt. Đây, đây, với đây. Cái này là cái chụp vô cái bộ quinit á. Cái chụp nồng ra hả? Ừ, cho nó không xịt vô mặt của người người sao á. Cái đó là tại vì mình lịch sự mình gắn cái đó thôi đúng không? Bum, 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 bum. Ừ, để xịt vô mặt là. Bán cái bộ em ơi. Sao? Lấy chiếc đó đổi chiếc này luôn em. Lấy chiếc đó đổi chiếc này luôn á. Đổi ngang luôn á. Sẵn lấy chiếc Sirius này về mốt có độ gì độ. Ừ. Cao quá, cao quá. Nào không chạy nữa cho anh nha em. Sao hả? Không chạy em tháo ra em bán xuống. Ủa, ổn, không chạy cho anh. Có ok nè, anh lấy không? Thôi, không được đâu. Ok nè. Mới bán cái kiến, mới bán cái kiến. Đâu? Không, cái nha. Rồi, thì ở đây là mình dư được cái ba chiếc xe rồi ha. Rồi, với lại là mình dư được một cái căn phòng như vậy. Đó. Với mình dư được con sư tử Hà Đông ngồi đây nữa, em giữ bà cố luôn. À, đó, mình dư được con sư tử nè. Nè. Sao có giỡn vậy? Bây giờ anh em nhớ kỹ nha, nè, đó, nè, dữ lắm á. Mẹ té anh rồi. Sao, với lại dư được xí muội nha. Xí muội ăn cà lem hả xí muội? Ai chỉ ăn cà lem kiểu kỳ cục á. À, để ba Tú chỉ cho. Mày muốn ăn cà lem là không có được liếm liếm nha. À, gà không có được ăn vậy nha, gà nè. Ngon. Thấy rồi, thấy rồi mà. Vô đây hiển hơi tối chút anh em. Chiếc winner này mình lâu rồi nha. Chiếc winner này mình lâu rồi mình không tính nha. Rồi, tới chiếc ad. Mình dư được một chiếc ad và một cái cục máy 65. Hả? Lòng trắng tươi anh em thấy không? À. Trong nhà hơi tối với lại giờ này trời tối anh em. À. 6 giờ tối rồi.
Đó là mình dư từ chiếc này nữa là 4 chiếc rồi đúng không? Giờ nãy giờ mình 4 chiếc rồi. Bây giờ mình sẽ dắt cho anh em đi xem thêm 2 chiếc siêu phẩm của mình nữa. Đây. Đó, chiếc thứ 5 ha. Chiếc thứ 5 lộ diện rồi nha. Rồi, tới chiếc thứ 6 nè. Đây, chiếc thứ 6 của mình. Nói chung là xe đẹp xe xịn đồ gì là Tú không có, nhưng mà mấy cái xe như vậy là Tú nhóc đó. Kèm theo đó là mình dư được một chiếc phi thuyền nữa anh em. Đây, cho anh em xem nha. Đó thì chắc vài bữa nữa mình mới làm được tới nó, tại là trong Tết mình không có làm ha. Đó, với là mình dư được chiếc xe này nữa nè anh em, tại vì rửa xe từ hồi 6 giờ sáng tới giờ mà chưa thấy chủ xe lại lấy nữa, chắc chủ xe bỏ luôn rồi, nên mình dư được chiếc xe này nữa. Năm nay làm dư được gì Khánh? Hôm nay làm không biết dư được gì luôn. Thấy dư nhiều mà. Không, nghèo chết dư đâu. Ờ, dư được quá trời đồ lên xe rồi nữa. Nhóc luôn kìa. Ừ, để coi coi. Nè. Dư được cục IC nè. Nè. 2-3 cây bô nữa chị. Ừ, mâm nữa nè. Đó. Cục máy mới nữa nè. Dư bộn ha. Dư nhiều à. Mẹ tính là năm nay cánh cỏ dư nhiều nè. Không có caramel khó quay quá nè. Rồi thì tổng kết cuối năm của Tú thì cũng dư được nhiêu đó thôi. Không biết là anh em và mọi người thì năm nay đã dư được những gì. Ví dụ mà anh em nào mà dư được cái gì đó, bình luận bên dưới video này là kể nhau nghe chơi thôi. Chứ cái này thật ra không quá khoe anh em. Thí dụ mà mình khoe phải giống như mấy người mà trên TikTok đã khoe vàng vòng đeo đỏ tai rồi gì dây chuyền cộng nào lấy như bắp đùi vậy nè, thì cái đó người ta mới gọi là khoe. Còn này mình đâu có gì đâu mình khoe, này chủ yếu là mình xem lại thành quả của mình thôi chứ đâu có gì đâu khoe. Thì anh em cũng thấy rồi đó, năm nay chơi xe hết tiền luôn anh em. Mình còn kẹt lại một chiếc quay 72, chiếc đó khoảng mười mấy triệu nữa à, chắc cả chục nữa anh em. Còn kẹt chiếc đó nữa mà qua năm mới lấy nên không sao cũng hên, chứ mà lấy trong năm nay thì giờ này tiền cũng không còn nữa. Bởi anh em thấy nên tới thời điểm này vẫn còn làm là anh em biết rồi. Mình làm xuyên suốt luôn, mình không có nghỉ. Thì sẵn đây thì mình cũng không có gì nhiều để gửi đến anh em, nên thôi mình chúc tất cả mọi người cùng với anh em một năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong công việc. Tú thì Tú học không có hết 12 anh em, nên năm ra là văn chương chữ nghĩa của Tú thì không có được gành với lưu lót lắm. Chủ yếu là mình biết được gì mình chúc anh em thôi. Nói chung là tất cả những gì mà tốt đẹp nhất Tú đều muốn chúc anh em cùng mọi người. Rồi giờ thì dọn dẹp nghỉ ngơi anh em ơi. Thì cố gắng trong Tết mình sẽ quay clip cho anh em xem thường xuyên. Hy vọng là năm tới thì mình sẽ cố gắng mang tới cho anh em những cái dự án đỉnh cao nhất, và cố gắng quay cho anh em xem nhiều chiếc xe đẹp nhất. Thì năm tới này không biết là mình chơi tới thứ gì nữa đây. Năm nay mình chơi khá là nhiều rồi, đúng mà bù lại năm rồi, nên thôi thì chắc là Tú sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em dành thời gian quý báu xem clip này nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại tất cả anh em trong clip tiếp theo.